Xin chào các bạn và các anh chị. Hôm nay thì mình sẽ làm thịt gam. Thì để làm cái món thịt gam trước hết ấy, thì mình sử dụng ở đây là 1 kg đùi, tỏi và ớt, đường cát trắng. Mình sử dụng ở đây nước tương, hạt niêm, bột nghệ, bột hạt điều, ngũ vị hương. Mình sử dụng ở đây là cái mật ong, dầu hạt điều. Thì nếu các anh chị nào thích ăn mặn chút nữa, mình sẽ cho một tí xíu muối vào. Thì cái phần trước tiên á, cái phần chọn thịt thì mình sẽ chọn cái phần thịt đùi để mình làm cái món thịt gam ngày hôm nay nha. Nếu các bạn nào anh chị thì thích ăn vừa nạc vừa mỡ thì mình sẽ chọn ba chỉ nha, thịt ba chỉ ha. Trước hết thì ở đây mình sẽ cắt cái phần thịt này ra. Thì các bạn có thể là mình gam á, mình gam thịt thì mình cắt cái phần thịt nào mà các bạn nó dày hay nó mỏng gì cũng được hết ha. Ở đây thì mình sẽ cắt cái cục thịt to ra đi, mình gam. Ra đây 3 phần đi. Còn cái phần tỏi hành này thì thay vì mình bằm nhuyễn thì mình gam nó dễ bị ấy, dễ bị khét, nên mình sẽ giả nhuyễn ra, mình lại vắt lấy nước nha. Này thì mình lấy lộn cái vịt ngũ vị hương cà ri mẹ nha. Mình bột cà ri này khác nha, mình lấy vịt ngũ vị hương nha các bạn. Mình lấy lộn rồi. Mình dắt mình lấy nước. Sau đó thì mình sẽ cho đây khoảng 3 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng nước tương, 2 muỗng cà phê nước tương. Ở đây mình sẽ cho cái gì, mình gam thịt này nó hơi ngọt á, nên mình sẽ cho 2 muỗng cơm đường. Nếu các bạn nào có nước dừa thì mình cho nước dừa vào luôn. Ở đây mình sẽ cho cái bột nghệ và cái này là cái bột hạt điều để tạo màu á các bạn. Ngũ vị hương ở đây mình sẽ cho là khoảng nửa muỗng cà phê ngũ vị hương vào nha. Hồi nãy mình lấy lộn cái bịch cà ri. Mật ong thì mình sẽ cho ở đây là 2 muỗng cà phê mật ong. Dầu hạt điều thì ở đây mình sẽ cho 2 muỗng cà phê dầu hạt điều vào. Nếu các bạn thích ăn cay thì mình có thể là mình cho sa tế vào. Còn nếu không thì mình cho tương ớt vào cũng được. Đây mình sẽ cho cái 1 muỗng cà phê tương ớt vào. Mình ướp thịt ở đây khoảng là 20 phút, hoặc là các bạn có thể là mình để lâu hơn cũng được, để khoảng là 1 tiếng hay nửa tiếng gì, để cho thịt nó thấm vào, càng lâu thì khi mình gam lên nó càng ngon. Mình để đây nha. Rồi đây, sau khi mình ướp rồi, giờ mình sẽ bỏ vô, giờ mình sẽ đi gam nha. Gam với cái nước này thì các anh chị có thể là mình gam với nước dừa, không có nước dừa mình gam nước lọc cũng được luôn ha.
Rồi ở đây sau thịt săn lại rồi mình sẽ cho nước vào à. Mình cho nước vào nha. Cho nước vào và mình rim ở đây á, với cái lửa nhỏ á, để cho cái thịt nó được bên trong nó được chín luôn nha. Ở đây là mình đừng cạn, mình ghim cái lửa thật là nhỏ nha, để cho cái thịt này nó được thấm, nó được ngon. Rồi nè các bạn, các anh chị, sau khi mình để cái thịt này mình gam tới như vậy nè, mình tắt bếp có thể được rồi, hoặc là các bạn có thể để thêm một chút xíu nữa, nhưng mà mình phải đảo đều tay nha, để khi nó coi nó thét nha các bạn, các anh chị. Rồi này các bạn, như thế là mình đã làm xong cái món thịt ram ngày hôm nay rồi các bạn và các anh chị. Món này mà chúng ta ăn với bún, bánh mì gì cũng ngon hết nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và các anh chị. Hẹn gặp lại các bạn, các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.